Em chào mọi người có thấy bữa cơm trưa nhà em hôm nay lạ không ạ? Hôm qua em gặp hai ông bà cũng có một chút sự cố, em giúp họ một chút. Cũng không nghĩ hôm nay họ lại quay lại để cảm ơn. Họ đến cũng gần trưa, nên em cũng mời họ ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Đã trưa rồi nên không có gì để mua nữa, nhà ăn gì thì mời họ vậy thôi ạ. Em đang chuẩn bị nấu thịt băm, đậu rán sốt cà chua và nấu một nồi canh khoai với cà rốt. Chờ rán đậu thì em quay ra gọt khoai và cà rốt. Rồi em quay ra lật đậu cho đậu vàng đều hai mặt. Em sẽ rán vừa phải thôi, vì người nước ngoài họ không ăn cứng. Vàng đều hai mặt thì em gắp ra bát. Để chuẩn bị đảo thịt băm và sốt cà chua, em cho một ít mỡ và phi hành thơm. Rồi cho thịt băm vào. Em cho một ít mắm và một chút hạt nêm. Rồi đảo đều lên một chút cho ngấm gia vị. Đảo một lúc thì em cho nốt cà chua vào. Một nửa thịt băm em sẽ sốt với đậu, nửa còn lại em sẽ cho vào nấu canh khoai. Em sẽ dặm nhỏ cà chua ra. Xong thì em sẽ múc một nửa ra bát, còn một nửa em sẽ cho nước vào đun sôi. Rồi cho đậu vào, đun một chút cho ngấm gia vị. Sau đó em quay ra nấu nốt nồi canh khoai tây. Khoai thì em nấu cũng đã chín rồi, rồi chỉ cho thịt băm vào thôi. Vậy là cũng đã xong nồi canh. Em quay ra nhặt mấy quả trứng gà vào để ốp lết. Em cũng vừa được gặp họ chiều hôm qua, cũng không biết con người họ như thế nào. Thôi thì mình cứ bày tỏ một chút lòng hiếu khách, để khi họ về, họ sẽ nhớ đất nước, con người Việt Nam, hiếu khách và thân thiện. Vậy là em đã nấu xong bữa trưa. Em mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình em ạ. Okay. Ah, hey, on est filmé, hein?